cô làm tổ trưởng tổ dân phố, làm chi hội phó chi hội phụ nữ. Cái đó là lúc trước cô còn sức khỏe thì cô đi làm giờ thêm, ví dụ người ta kêu giờ làm giờ tiếng mấy chục gì đó cô cũng đi làm. Rồi cũng nói chung là ai kêu cái gì cô làm cái nấy. Ví dụ bữa nay cô bán hơi đắt, cô bán được cô lời được 200 thì cô đi chợ cô mua thịt cho con cô ăn nó ngon hơn chút. Khi ngày mai cô bán ế hơn, cô bán được có 100 thì bữa nay cô mua rau thì cô luộc cho nó ăn. Có nhiều cái chuyện rất là buồn mà có nghĩa là mình không có thể chia sẻ cùng ai được. Tại sao mình lại không biết tính như vậy mà nó cứ để thiếu hụt hoài. Nhà quê mà người bình thường thôi, mình không có chân diện, mình không có xe xua, mình chỉ gói ghém trong cái cuộc sống gia đình và học hành cho con thôi mà. Tại sao nó cứ vẫn không đủ? Hey, nước cam của con dạ, đây. Chào cô ngồi đi. Cô bình thường là cô bán ở đây được lâu chưa? Cô bán gần 20 năm, hai mấy năm rồi hả? Lúc trước bán nước mía nữa. Bây giờ sức khỏe nhà nó cũng hơi kém, bán hơi gọn gàng rồi xíu. Dạ. Hồi dịch tới giờ là kiểu như nó mất cái nguồn thu nhập luôn, khó bán. Ngày hôm nay con nhận được thông tin là cô cũng đăng ký chiến dịch để không ai bị bỏ lại phía sau. Nay con đến báo tin vui là cô sẽ chính thức trở thành học viên của chiến dịch mùa này. Vậy thì con chúc cho cô là sau cái khóa học này á, thì cô sẽ có thêm nhiều bạn nè, sẽ có thêm nhiều cách thức để mà mình buôn bán được thuận lợi hơn. Và từ nay là tụi con muốn ủng hộ cô cũng có thể dễ dàng đặt lên trên app của cô Giang. Thoải mái hơn cô ha. Dạ. Cô rất cảm ơn chương trình, dạ, cảm ơn tụi con. Dạ, nhớ đi học đầy đủ nha. Dạ, dạ. Ngủ không được nung nôn. Con đến thăm cô một lần nữa, với lại có thêm một người bạn nữa đến từ phía đối tác, hỗ trợ đối tác của GoFood. Cho hôm nay giúp cô lên bán hàng trực tuyến nha. Cảm ơn, tụi con nhiều lắm. Dạ, rồi bây giờ trước tiên là tụi con sẽ có một món quà tặng cô trước. Rồi cô cảm ơn tụi con rất là nhiều nha. Mở quà đi. Cái món quà này là sẽ hữu ích lắm đó nha, giúp cô sẽ nhận được đơn hàng nè. Hết không? Quá đẹp luôn rồi. Quá cảm đẹp ơn. Luôn. Dạ. Bây giờ thì chắc là Nga sẽ hỗ trợ cho cô lên app thôi ha. Dạ. Dạ. Thì bên này là giao diện chính của bên con. Thì khi mà đơn hàng vô thì sẽ hiển thị ở cái phần GoFood này. Tất cả mọi thông báo đều hiển thị lên đây. Cô có thể thấy những cái đơn hàng tới của mình. Rồi, phần bên này là phần mục khác. Cô bấm vào để kiểm tra thông tin cửa hàng của mình ha. Thì thông tin cửa hàng của mình gồm là quán cô Yến và phần địa chỉ. Thì cô kiểm tra coi chính xác hay chưa. Xong rồi cô bấm vào cái mục GoFood bên thực đơn. Thì cô sẽ thấy là những cái đơn hàng, những cái menu của mình á, gồm nhiều danh mục. Thì cô kiểm tra coi danh mục của mình đã đúng hay chưa, và kiểm tra các món đã đúng giá và đúng món hay chưa. Phía bên này là cái phần cài đặt. Cô bấm vào cài đặt giúp con để mà khi mà có thông báo đơn hàng nó sẽ hiển thị lên trên màn hình cho mình đó cô. Dạ. Thì trước hết đây là những cái thao tác cơ bản. Thì có vấn đề gì cô có thể liên hệ con để hỗ trợ trong khi mà mình quá trình mình sử dụng app nhé. Dạ. Giờ con gửi cô nha. Dạ. Được, cảm ơn con. Từ nay là gian hàng của cô là đã có trên GoFood rồi đó. Bây giờ là bạn bè và mọi người thân mình có thể lên đây ủng hộ, với lại là có thêm những thức mới nữa. Con chúc cô là mua ngoài bán đắt và có thêm nhiều đơn hàng mới của hai. Rồi, cô cảm ơn tụi con rất là nhiều nha. Dạ. Cô cũng mong từ đây trở lên cô sẽ phấn đấu để được thoải mái do con ăn học thôi, chứ cô không ước nguyện gì hơn. Cảm ơn tụi con rất là nhiều luôn.
Thưa quý vị, vậy là gian hàng của cô Yến đã chính thức có mặt trên GoFood. Quý vị hãy quét ngay mã QR để đặt món và ủng hộ cô ngay nhé. Và mong rằng quý vị hãy tiếp tục theo dõi hành trình lập nghiệp trên nền tảng số của các nhân vật của chiến dịch để không ai bị bỏ lại phía sau mùa 3 cùng với chúng tôi.